Xin được mến chào tất cả quý vị khán giả và quý vị cũng đang theo dõi chương trình Trò chuyện cùng chuyên gia. Chương trình do kênh truyền thông tư vấn sức khỏe Alo Bác sĩ phối hợp cùng với Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện và được phát sóng trên các nền tảng của Alo Bác sĩ và Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong cuộc sống hàng ngày và đặc biệt là hotline của Alo Bác sĩ nhận được rất là nhiều câu hỏi về cái vấn đề là lâu lâu tôi cảm thấy chóng mặt hoặc là mỗi buổi sáng thức dậy tôi cảm thấy chóng mặt. Vậy thì chóng mặt là gì, bệnh lý ra sao và chúng ta cần khám những gì khi bị chóng mặt? Vậy để trả lời những vấn đề này, ngay bây giờ mời quý vị lắng nghe phần tư vấn của tiến sĩ bác sĩ Lê Viết Thắng đang công tác tại khoa ngoại thần kinh của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, thân ra xin được kính chào bác sĩ Thắng ạ. Kính chào MC. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Dạ, thưa bác sĩ, có thể nói trong số chủ đề ngày hôm nay chúng ta nói về chóng mặt, mà chóng mặt là một tình huống mà cũng khá nhiều người gặp phải. Nhân chương trình này xin hỏi bác sĩ, đó chính là cảm giác chóng mặt này liệu rằng nó được mô tả ra sao thưa bác sĩ Thắng? Chóng mặt là một cái triệu chứng thường hay gặp tại phòng khám thần kinh của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Tình trạng chóng mặt sẽ làm cho người bệnh cảm giác mất thăng bằng, đi đứng khó khăn và người bệnh cảm giác là muốn ngất xỉu, ảnh hưởng tới cái công việc, sinh hoạt hàng ngày của người bệnh. Dạ, thưa bác sĩ, có thể nói nhiều người trong số chúng ta thì cũng không có phân biệt, không nhận diện được rõ cái tình trạng chóng mặt, rồi hoa mắt, rồi choáng váng như thế nào. Nhân chương trình ngày hôm nay xin nhờ bác sĩ có thể khái quát qua ba triệu chứng này nó khác nhau như thế nào và ba triệu chứng này là gì thưa bác sĩ? Thật ra đây là những cái triệu chứng sẽ được mô tả bằng những từ ngữ khác nhau trên người bệnh. Chúng ta có thể chia chóng mặt làm bốn loại. Loại thứ nhất đó là chóng mặt kiểu xoay tròn. Người bệnh sẽ cảm giác là bản thân họ xoay tròn hoặc là thế giới xung quanh xoay tròn. Cảm giác thứ hai về cái dạng thứ hai về chóng mặt đó là cái cảm giác choáng váng, mất thăng bằng, đi không vững. Và cái cảm giác thứ ba đó là cảm giác như ngất xỉu, đặc biệt trên phụ nữ trẻ, huyết áp thấp hoặc có những bệnh lý về tim mạch thì họ sẽ cảm giác là rất là khó chịu khi mà ngồi lâu một tư thế đứng dậy đột ngột thì họ muốn ngất xỉu. Và cái cảm giác về chóng mặt thứ ba đó là một cái triệu chứng đi kèm những cái rối loạn về lo lắng, lo âu, mất ngủ, mệt mỏi, cảm giác người không có được thoải mái. Đó là những cái triệu chứng khác nhau về một cái từ ngữ mà chúng ta hay dùng, đó là chóng mặt hay là rối loạn tiền đình. Dạ, thưa bác sĩ, vậy thì chóng mặt là cái triệu chứng cảnh báo những cái nhóm bệnh đấy gì? Và trong thực tế tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh nơi bà bác sĩ đang công tác thì tiếp nhận bệnh nhân đến khám vì chóng mặt do những cái nguyên nhân, do những nhóm bệnh lý nào là phổ biến nhất thưa bác sĩ Thắng? Chóng mặt chỉ là một trong những cái triệu chứng để thể hiện có rất là nhiều cái nguyên nhân gây ra tình trạng này. Thì tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh gây ra chóng mặt thường hay gặp nhất đó là gọi là chóng mặt tư thế kịch phát lành tính. Đây là một cái cảm giác chóng mặt khi chúng ta thay đổi tư thế, đặc biệt là tư thế đầu, chuyển từ tư thế ngồi sang nằm hoặc nằm sang đứng thì người bệnh sẽ cảm giác rất là choáng váng và buồn nôn, ói, vã mồ hôi. Cái bệnh thường gặp thứ hai đó là những cái tình trạng về đau đầu tiền đình hay gọi là bệnh migraine tiền đình, hay là tình trạng viêm hệ thống tiền đình, về những cái chóng mặt sau khi chấn thương đầu hoặc là một cái tổn thương nội sọ, đặc biệt là u bao dây thần kinh số 8 chèn ép não bộ sẽ gây ra tình trạng chóng mặt cho người bệnh. Đó là những bệnh lý mà chúng ta có thể gặp trên lâm sàng gây tình trạng chóng mặt cho người bệnh. Dạ. Yeah. Thưa bác sĩ, vậy thì trong đó các tình huống chóng mặt nào là đáng lo nhất? Tình huống nào là chóng mặt tư thế lành tính thưa bác sĩ? Những triệu chứng chóng mặt với những có dấu hiệu chèn ép thần kinh, ví dụ như là chóng mặt kèm với tê nửa người, yếu nửa người, người bệnh co giật, ngất xỉu, mờ mắt hoặc là điếc ù tai, thì đây là những triệu chứng đi kèm với tình trạng chóng mặt mà chúng ta cần phải được đến một cơ sở y tế để được
đánh giá, phát hiện những cái nguyên nhân gây tình trạng chóng mặt này. Như đã nói ở trên, chóng mặt lành tính thường là những cái chóng mặt thay đổi xảy ra khi chúng ta thay đổi tình trạng về cái tư thế đầu. Ví dụ như là chúng ta đang ngồi chuyển sang nằm đột ngột thì người bệnh sẽ cảm giác choáng váng, chóng mặt. Hoặc là chúng ta nằm mà chúng ta ngồi dậy quá nhanh cũng gây tình trạng chóng mặt. Thì đây là một cái cảm giác cực kỳ khó chịu, nhưng mà đây là một cái dấu hiệu lành tính cho người bệnh. Dạ, thưa bác sĩ Thắng, vậy thì chóng mặt khi nào bệnh nhân chúng ta cần phải đi khám? Hiện nay thì có những cái phương tiện nào để chẩn đoán, tìm nguyên nhân chính xác gây ra tình trạng chóng mặt? Và cái vấn đề điều trị chóng mặt với những cái giải pháp nào thưa bác sĩ? Chóng mặt, khi người bệnh có những triệu chứng chóng mặt đi kèm của chèn ép thần kinh hoặc những cái bệnh toàn thân, ví dụ như là người bệnh có những cái dấu hiệu chóng mặt kèm với mờ mắt, mù mắt, hoặc là điếc tai, hoặc là yếu liệt tai chân, thì đây là những cái dấu hiệu mà chúng ta cần phải đến khám ở cơ sở y tế gần nhất. Hiện nay có rất nhiều biện pháp cận lâm sàng hoặc là lâm sàng để chẩn đoán bệnh nguyên nhân chóng mặt cho người bệnh. Ngoài CT, MRI, điện não, hay là những cái xét nghiệm về máu, những cái test xác định về chức năng tiền đình cũng là những cái biện pháp cận lâm sàng hỗ trợ rất hữu ích trong việc tìm cái nguyên nhân gây ra tình trạng chóng mặt cho người bệnh. Dạ. Thưa bác sĩ Thắng, có nhiều người thì họ cũng cho rằng bản thân họ chóng mặt chắc có lẽ là do cái nguyên nhân là thiếu máu hoặc là thiếu sắt, và thay vì đi khám thì họ tự ý mua thuốc về bổ sung. Theo bác sĩ thì dấu hiệu nào cảnh báo chóng mặt do thiếu máu, thiếu sắt, và bệnh nhân của chúng ta có nên tự ý bổ sung các loại thuốc hoặc là thực phẩm hay không thưa bác sĩ? Đây là một cái quan niệm mà chúng ta thấy được rất là nhiều bệnh nhân, người bệnh có thường hay xác định là mình là bị chóng mặt do tình trạng thiếu máu, nhưng mà đã được trình bày ở trên, tất cả những cái nguyên nhân gây tình trạng chóng mặt không phải là chỉ đơn giản là chúng ta thiếu máu. Khi chúng ta không có xác định được cái nguyên nhân cụ thể mà chúng ta sẽ tự đi mua những cái thực phẩm về bổ máu, chúng ta sẽ gây tình trạng là dư sắt. Và những cái tình trạng dư sắt này nó còn gây ảnh hưởng sức khỏe chúng ta nhiều hơn. Chúng ta không có giải quyết được tình trạng chóng mặt mà chúng ta lại gây ra một cái tình trạng gây hại cho sức khỏe. Vì vậy không có nên khuyến cáo việc mà tự mua những cái sản phẩm bổ sung này cho người bệnh chóng mặt. Dạ, thưa bác sĩ, ngoài ra thì cũng có một số người họ cho rằng chóng mặt có lẽ là do thiếu máu não. Vậy thì nhờ bác sĩ có thể cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn, đó chính là chóng mặt do thiếu máu não nó sẽ được mô tả nhận diện như thế nào? Và khi mà chúng ta chóng mặt, việc mà chúng ta bổ sung các loại sản phẩm bổ não khi bị chóng mặt như vậy thì có nên hay không thưa bác sĩ? Chóng mặt do thiếu máu não, hay chúng ta trong thuật ngữ chuyên ngành thì chúng ta còn hay gọi đó là cái cơn thoáng thiếu máu não. Cơn thoáng thiếu máu não gây ra thường 87% người bệnh có cơn thoáng thiếu máu não sẽ gây chóng mặt, nhưng không phải tất cả những trường hợp mà chóng mặt là có tình trạng thiếu máu não. Chúng ta phải phân định rõ vấn đề này. Cơn thoáng thiếu máu não sẽ có một cái nguyên nhân, đó là hẹp mạch máu trong nội sọ, từ đó gây ra tình trạng cơn thoáng hoặc là gây ra tình trạng nhồi máu não diễn tiến. Vì vậy chúng ta không có đơn thuần nghĩ là chóng mặt là do thiếu máu não, mà chúng ta phải tìm ra nguyên nhân người bệnh có tình trạng hẹp, xơ vữa mạch máu não hay không, từ đó sẽ đưa ra những cái phương pháp điều trị chuyên sâu hơn. Trên thị trường chúng ta không có thể sử dụng những cái thuốc bổ não trên thị trường để điều trị tình trạng chóng mặt do cơn thoáng thiếu máu não, vì nó không có điều trị đúng cái nguyên nhân gây bệnh và có thể ảnh hưởng tới sức khỏe nghiêm trọng cho chúng ta. Dạ, thưa bác sĩ, vậy thì khi mà một người họ bị chóng mặt thì nên xử trí như thế nào để nhanh qua cái cơn này? Và người bệnh chúng ta cần lưu ý những cái vấn đề gì về động tác, về tư thế hoặc là cái công việc họ đang sinh hoạt thưa bác sĩ? Khi người bệnh có tình trạng chóng mặt thì người bệnh nên ngồi nghỉ ngơi, nằm đầu cao trên 30 độ,
tránh thay đổi tư thế đầu một cách nhanh và đột ngột. Người bệnh cần uống nhiều nước và người bệnh cần tránh những cái động tác di chuyển, đặc biệt là di chuyển, tại vì có thể người bệnh sẽ té, chấn thương đầu hoặc là gây chấn thương cho người khác. Người bệnh cần phải uống nhiều nước thì cái việc mà bổ sung những cái năng lượng và nghỉ ngơi tại giường sẽ giúp cho người bệnh tránh được cái cơn chóng mặt cấp tính này. Thưa bác sĩ, còn về cái vấn đề dinh dưỡng, đối với những người mà họ thường xuyên bị chóng mặt thì trong cái chế độ dinh dưỡng của mình họ nên tăng cường bổ sung những loại cái thực phẩm nào và hạn chế những loại thực phẩm nào, thưa bác sĩ Thắng? Dinh dưỡng thường tập trung cho người bệnh chóng mặt thì chúng ta cũng phải tập trung ở vấn đề là những thực phẩm dinh dưỡng đó cho những cái nguyên nhân gây ra chóng mặt hay không, thì chúng ta sẽ bổ sung ra cho người bệnh hiệu quả hơn. Nhưng mà trên lâm sàng thì thường là chúng ta có thể sử dụng những cái thực phẩm liên quan tới magie, ví dụ như có nhiều trong là thịt bò, gan, cá, trứng, sữa, rau xanh. Người bệnh cần nên uống nhiều nước, đặc biệt là khoảng 2 lít nước mỗi ngày. Người bệnh cần phải tập thể dục, giữ cho sức khỏe tốt, ngủ đủ giấc, tránh căng thẳng. Thì từ đó người bệnh có thể giảm được cái tình trạng chóng mặt. Dạ, thầy đó xin trân trọng cảm ơn những thông tin, những chia sẻ của bác sĩ Viết Thắng trong số phát sóng ngày hôm nay để giúp quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn, nhận diện đúng hơn về tình trạng chóng mặt, cũng như là có những cái phương pháp, những cái hướng mà chúng ta có thể điều trị triệt để căn bệnh này. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn bác sĩ ạ. Và thưa quý vị, thông tin vừa rồi của tiến sĩ bác sĩ Lê Viết Thắng chia sẻ cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng lần sau. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.